Chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô là Hoa, giáo viên dạy bộ môn công nghệ của trường Trung học Phổ thông Khoái Châu. Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong tiết học ngày hôm nay. Ở bài trước, cô và các em đã cùng nhau đi tìm hiểu về bài cơ cấu trục hữu thanh truyền. Cô kiểm tra bài cũ, quan sát hình ảnh trên máy chiếu và trả lời cho cô câu hỏi sau. Cơ cấu trục hữu thanh truyền gồm mấy nhóm chi tiết chính? Như vậy, cơ cấu trục hữu thanh truyền gồm có 3 nhóm chi tiết chính. Nhóm thứ nhất đó chính là nhóm piston, nhóm thứ hai đó chính là nhóm thanh truyền và nhóm thứ ba đó chính là nhóm trục hữu. Khi động cơ làm việc thì piston chuyển động tĩnh tiến trong xi lanh của động cơ, còn nhóm trục hữu thì quay tròn, còn thanh truyền là chi tiết truyền lực chính giữa piston và trục hữu. Piston và trục hữu. Vậy khi động cơ làm việc, quá trình lạp khí mới vào trong xi lanh và thải khí đã cháy ra bên ngoài nhờ có cơ cấu nào? Đó chính là nhờ cơ cấu phân phối khí. Vậy nhiệm vụ cấu tạo cũng như nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí như thế nào thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu trong bài ngày hôm nay, tiết 34, bài 24, cơ cấu phân phối khí. Các bạn có thể theo dõi con chỉ chuột của cô. Cô khoanh vùng về phần cơ cấu phân phối khí gồm có rất nhiều các chi tiết khác nhau. Đây, các bạn có thể quan sát thấy đây chính là toàn bộ phần cơ cấu phân phối khí. Vậy nhiệm vụ cũng như cách phân loại của cơ cấu phân phối khí này như thế nào thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở mục một là mã. Một là mã, nhiệm vụ và phân loại. Một nhỏ, nhiệm vụ. Các bạn có thể quan sát mô hình chuyển động của động cơ. Đây chính là động cơ 4 kỳ. Và trả lời cho cô câu hỏi sau. Khi động cơ làm việc, cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ gì? Như vậy, khi động cơ làm việc thì cơ cấu phân phối khí nó có nhiệm vụ sau. Đó chính là đóng mở các cửa lạp và cửa thải đúng lúc để lạp khí mới vào trong xi lanh và đóng mở các cửa lạp và cửa thải đúng lúc để thải những khí đã cháy ra bên ngoài. Đấy chính là nhiệm vụ chính của cơ cấu phân phối khí. Vậy cơ cấu phân phối khí thường được chia ra làm những loại nào thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ở mục hai nhỏ. Hai nhỏ, phân loại. Các bạn có thể quan sát sơ đồ phân loại của cơ cấu phân phối khí trên máy chiếu. Và nhìn vào sơ đồ thì chúng ta có thể thấy cơ cấu phân phối khí được chia ra làm hai loại chính. Đó chính là cơ cấu phân phối khí dùng xúc bát và cơ cấu phân phối khí dùng van trượt. Tương ứng với mỗi bên cơ cấu phân phối khí dùng xúc bát thì cô có để một mô hình bên cạnh nó. Và đây, cơ cấu phân phối khí dùng van trượt. Quan sát đây, ở bài 21 chúng ta đã đi tìm hiểu về cấu tạo cũng như nguyên lý làm việc của động cơ 2 kỳ và động cơ 4 kỳ. Thì các bạn nhìn và cho cô biết, đối với cơ cấu phân phối khí dùng xúc bát thường được sử dụng ở động cơ mấy kỳ? Vậy đối với cơ cấu phân phối khí dùng xúc bát, nhìn vào mô hình thì chúng ta có thể thấy đây chính là được sử dụng trong cơ cấu phân phối khí dùng xúc bát, được sử dụng trong động cơ 4 kỳ. Còn đối với cơ cấu phân phối khí dùng van trượt, các bạn có thể quan sát mô hình thấy đây chính là cấu tạo của động cơ 2 kỳ. Do vậy, đối với động cơ 2 kỳ thường sử dụng cơ cấu phân phối khí dùng van trượt. Vậy các bạn có thể trả lời thêm cho cô câu hỏi sau. Như vậy, đối với động cơ 2 kỳ thường sử dụng cơ cấu phân phối khí dùng van trượt thì nhìn vào mô hình, bạn hãy cho cô biết là
chi tiết nào của động cơ hai kỳ làm nhiệm vụ giống như một cái van trượt để đóng mở các cửa lạp và cửa thải của cơ cấu phân phối khí. Như vậy, đối với động cơ hai kỳ thì việc sử dụng cơ cấu phân phối khí dùng van trượt ở đây đó chính là piston. Các bạn có thể thấy khi động cơ làm việc, piston nó chuyển động tĩnh tiến trong xi lanh và nó có nhiệm vụ giống như một cái van trượt để đóng mở các cửa lạp và cửa thải của động cơ. Như vậy, trong cơ cấu phân phối khí, người ta chia làm hai loại là dùng suppap và dùng van trượt. Trong loại cơ cấu phân phối khí dùng suppap thì người ta lại chia ra làm hai loại, đó là cơ cấu phân phối khí dùng suppap đặt và cơ cấu phân phối khí dùng suppap treo. Vậy cơ cấu phân phối khí dùng suppap đặt và cơ cấu phân phối khí dùng suppap treo là hai loại được sử dụng rộng rãi và phổ biến hiện nay. Vậy nó có cấu tạo cũng như nguyên lý làm việc như thế nào thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn ở mục hai la mã. Hai la mã: cơ cấu phân phối khí dùng suppap. Một nhỏ, cấu tạo. A nhỏ, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu tạo của cơ cấu phân phối khí dùng suppap treo. Các bạn có thể quan sát hình ảnh trên máy chiếu và trả lời cho cô câu hỏi. Như vậy, quan sát hình ảnh trên máy chiếu, các bạn hãy cho cô biết về cấu tạo của cơ cấu phân phối khí dùng suppap treo gồm có bao nhiêu chi tiết. Cấu tạo của cơ cấu phân phối khí dùng suppap treo gồm có 10 chi tiết chính. Các bạn có thể quan sát thấy, nhìn trên máy chiếu và nhìn cô chỉ. Một, ở đây đó chính là trục cam và cam. Hai, đó chính là con đội. Ba, ở đây đó chính là, ba ở đây đó là lò xo suppap. Bốn, ở đây đó chính là suppap. Năm, các bạn có thể quan sát thấy năm ở đây đó chính là phần lắp máy. Sáu, ở đây đó chính là phần trục hủy. Bảy, đó là đũa đẩy. Đây, toàn bộ phần này là phần đũa đẩy. Đây chính là đũa đẩy. Tám, là trục cỏ mổ. Đây là trục cỏ mổ. Các bạn quan sát, đây là trục cỏ mổ. Chín, là cỏ mổ. Đây, chín là cỏ mổ. Và mười, là bánh răng phân phối. Đây, gồm có bánh răng phân phối đây. 10 là gồm có bánh răng phân phối. Đây chính là cấu tạo của cơ cấu phân phối khí dùng suppap treo gồm có 10 chi tiết chính. 10 chi tiết chính. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu tạo của cơ cấu phân phối khí dùng suppap đặt có bao nhiêu, gồm có bao nhiêu chi tiết và sự khác nhau cơ bản của cơ cấu phân phối khí dùng suppap đặt có sự khác nhau như thế nào đối với suppap treo. Thì tiếp theo, B nhỏ, cơ cấu phân phối khí dùng suppap đặt. Về cơ cấu phân phối khí dùng suppap đặt thì nó có bao nhiêu chi tiết? Gồm có 7 chi tiết chính, đúng chưa nhỉ? Cũng một, đó chính là gồm có trục cam và cam. Hai, đó chính là con đội. Các bạn có thể theo dõi, đây chính là con đội. Ba, là lò xo suppap. 4 là suppap. 5 là lắp máy. 6 đó chính là trục hủy. 10 đó chính là bánh răng phân phối. Như vậy, sự khác nhau cơ bản của cơ cấu phân phối khí dùng suppap đặt và cơ cấu phân phối khí dùng suppap treo đó chính là đối với loại cơ cấu phân phối khí dùng suppap đặt thì không có các chi tiết, đó chính là 7 đũa đẩy, 8 trục cỏ mổ, 9 là cỏ mổ, đúng chưa nhỉ? Đó chính là sự khác nhau cơ bản giữa cơ cấu phân phối khí dùng suppap đặt và suppap treo. Và các bạn có thể quan sát hai hình ảnh. Đây chính là cơ cấu phân phối khí dùng suppap treo và bên này đó chính là cơ cấu phân phối khí dùng suppap đặt. Và trả lời cho cô câu hỏi sau: tại sao ta phải bố trí bánh răng trục cam gấp
gấp 2 lần bánh răng trục khuỷu đối với cả hai loại cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo và xúc bắp đặt. Các bạn suy nghĩ trả lời cho cô. Tại sao ta phải bố trí bánh răng trục cam? Các bạn quan sát thấy đây chính là bánh răng trục cam. Đây, đối với cơ cấu xúc bắp treo và đây là xúc bắp đặt. Bánh răng trục cam lớn gấp 2 lần bánh răng trục khuỷu. Đây chính là trục khuỷu, đây là bánh răng trục khuỷu. Chúng ta có thể thấy, như chúng ta đã biết thì khi động cơ làm việc thì trong chu trình làm việc của động cơ 4 kỳ thì mỗi xúc bắp chỉ đóng mở một lần, được chưa nhỉ? Một vòng của trục cam. Mà piston lại thực hiện 4 hành trình. Thì 4 hành trình này thì chúng ta thấy là nó đi 2 vòng của trục khuỷu. Do vậy bánh răng trục cam lớn gấp 2 lần bánh răng trục khuỷu để đảm bảo số vòng quay của trục cam bằng 1/2 số vòng quay của trục gì đây? Trục khuỷu, thì chúng ta mới thực hiện được các quá trình chuyển động trong động cơ. Đúng chưa nhỉ? Tiếp theo, các bạn có thể trả lời cho nhìn vào về cấu tạo của cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo và cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt. Trả lời cho cô câu hỏi sau. Quan sát hình ảnh trên máy chiếu, hãy cho biết dấu hiệu chủ yếu để phân biệt cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt. Đây, cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt đây. Và cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo. Như vậy, nhìn vào sơ đồ cấu tạo của cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt và cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo thì chúng ta phân biệt sự khác nhau cơ bản là gì? Đó chính là về cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt. Đây, các bạn có thể quan sát thấy cơ cấu phân phối về cấu tạo của cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt thì nó không có đũa đẩy, trục cò mổ và gì đây? Cò mổ. Còn đối với xúc bắp treo thì có chi tiết đũa đẩy 7, trục cò mổ 8 và cò mổ 9. Trong hai loại trên thì cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo tuy có cấu tạo phức tạp hơn so với cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt, nhưng hai loại này thì người ta thường sử dụng loại cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo là nhiều hơn do nó có cấu tạo buồng cháy gọn hơn, đảm bảo được lạc được đầy nhiên liệu hơn và thải được sạch hơn. Đây, trong thực tế thì các bạn có thể quan sát thấy về các bạn nhìn vào đây, nhìn vào hình ảnh của hai loại cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt và cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo. Các bạn hãy cho cô biết đây loại nào là cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt và loại nào là cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo. Đây là những cái hình ảnh thực trong thực tế chúng ta gặp ở động cơ và quan sát và cho cô biết là đâu là cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt và đâu là cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo qua việc chúng ta đã đi tìm hiểu cấu tạo của nó. Cô có thể viết tắt chữ cơ cấu phân phối khí. Như vậy chúng ta có thể thấy đây chính là cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt. Thì chúng ta thấy gồm có trục cam, chúng ta thấy đây là cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt, gồm có đây là trục cam này, đây là các vấu cam này, các vấu cam, đây là các lò xo xúc bắp và đây là xúc bắp, đây là xúc bắp. Còn đây đó là đây chính là cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo. Sự khác nhau chúng ta có thể thấy đối với cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo, chúng ta có thấy là đây cũng có trục cam, cũng có vấu cam, nhưng đây có thêm con đội, đây là đũa đẩy.
và đây là trục cò mổ, còn đây là cò mổ, đây là lò xo xúc bát và đây là xúc bát. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy trong thực tế thì sự khác nhau cơ bản giữa cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo và cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt khác nhau hoàn toàn, đúng chưa nhỉ? Vậy nguyên lý hoạt động cũng như nó làm việc như thế nào thì chúng ta đi tìm hiểu mục 2 nhỏ. 2 nhỏ, nguyên lý làm việc. A nhỏ, nguyên lý làm việc của cơ cấu dùng xúc bắp treo. Đây, các bạn có thể quan sát thấy trên hình, trên máy chiếu, đây chính là khi động cơ hoạt động. Đây là mô hình làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo. Và các bạn nhìn vào đây và nêu cho cô nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo. Các bạn có thể quan sát thấy đây chính là trục khuỷu và đây chính là trục cam. Trên trục cam chỗ này thì gồm có các vấu cam. Đây, các vấu cam đây, được chưa? Trên vấu cam thì có các con đội và đũa đẩy. Đây, đũa đẩy. Đây là trục cò mổ, trục cò mổ. Và phía trước này là cò mổ. Và nhìn vào cái mô hình chuyển động và rút ra cho cô về nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo. Vậy nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo cô tóm tắt lại được như sau. Các bạn có thể theo dõi, trình bày và viết vào vở cho cô. Trục khuỷu quay, nhờ có trục khuỷu quay này, nhờ có bánh răng làm cho trục cam cũng quay. Trục cam quay thì cam tác động vào con đội. Đây, tác động vào con đội. Tác động vào con đội rồi đến đũa đẩy. Đũa đẩy rồi đến cò mổ. Cò mổ và cuối cùng tác động lên xúc bắp. Xúc bắp có nhiệm vụ là đóng ở các cửa lạp và cửa thải đúng lúc để lạp khí mới vào trong xi lanh và thải khí đã cháy ra bên ngoài. Các bạn có thể theo dõi và tóm tắt cái phần nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo theo cái sơ đồ này vào trong vở cho cô. Đây chính là nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo. Vậy chúng ta có thể đi tìm hiểu mục B nhỏ về nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt, nó diễn ra như thế này. Sau đó nhờ nó xo xúc bắp rồi đến cửa lạp, cửa thải đóng mở. Tiếp theo về nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt, các bạn cũng có thể quan sát đây chính là mô hình chuyển động khi động cơ làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt. Thì cô cũng giới thiệu sơ bộ cho các bạn, đây chính là trục khuỷu, được chưa nhỉ? Trục khuỷu truyền chuyển động cho trục cam bằng dây đai, được chưa? Đây là trục cam. Còn đây trên trục cam thì gồm có các vấu cam. Các bạn có thể quan sát đây chính là các vấu cam. Các vấu cam, sau đó đó là lò xo xúc bắp và xúc bắp. Vậy các bạn hãy nhìn vào mô hình chuyển động và nói cho cô biết về nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt diễn ra như thế nào. Về cơ cấu, nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng xúc đặt, cô đã khái quát lên nguyên lý như sau. Thì chúng ta thấy là khi trục khuỷu quay, đây, trục khuỷu quay thì nhờ có các cái bánh răng làm cho trục cam cũng gì đây, cũng quay. Trên trục cam thì có các vấu cam. Đây, các bạn có thể quan sát thấy đây là chính là các cái vấu cam. Các vấu cam này nó sẽ tác động lên con đội, con đội 2. Sau đó là tác động lên nhờ có lò xo xúc bắp và tác động lên xúc bắp để
mở cửa làm và thải, mở cửa thải, đóng cửa, đóng mở cửa làm cửa thải để nạp khí mới vào trong xi nhan và thải những khí đại cháy ra bên ngoài, được chưa nhỉ? Như vậy cô đã tóm tắt lại theo cái nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt theo cái sơ đồ như thế này, thì các bạn có thể theo dõi sau đó tóm tắt cái kiến thức, cái sơ đồ này vào trong vở cho cô. Đây chính là nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt. Vậy tổng kết qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta cần nắm được những kiến thức sau. Thứ nhất, về nhiệm vụ thì chúng ta phải nhớ là nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí đó chính là đóng mở các cửa làm và cửa thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình làm và thải khí. Về phân loại thì được chia ra loại cơ cấu phân phối khí dùng van trượt. Đối với loại van trượt thì thường được sử dụng trong động cơ hai kỳ, còn đối với loại cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp thì được sử dụng trong động cơ 4 kỳ. Trong cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp thì người ta lại chia ra làm hai loại, đó là cơ cấu phân phối khí và dùng xúc bắp đặt và cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo. Và cơ cấu phân phối khí, về cấu tạo của cơ cấu phân phối khí dùng xúc treo và xúc bắp đặt thì chúng ta thấy là cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo có cấu tạo phức tạp hơn so với cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt. Nhưng loại cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt có cấu tạo đơn giản hơn vì không phải bố trí các chi tiết để treo như cơ cấu phân phối khí, nhưng nó được ít sử dụng hơn. Còn khi hoạt động thì là khi động cơ làm việc thì trục khuỷu quay dẫn động các động cơ làm việc để mở hoặc đóng các xúc bắp đúng thời điểm. Vậy qua bài học ngày hôm nay chúng ta đã biết được nhiệm vụ, phân loại và cấu tạo của hai loại được sử dụng rộng rãi và phổ biến, đó là cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo và cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt. Vận dụng vào thì chúng ta hãy làm bài tập cho cô. Câu 1. Chi tiết nào sau đây giúp xúc bắp đóng kín cửa làm, cửa thải? A nhỏ, cần bẫy. B nhỏ, con đội. C nhỏ, đũa đẩy. D nhỏ, lò xo. Đáp án đúng của chúng ta ở đây đó chính là lò xo giúp đóng mở các cửa làm và cửa thải. Câu 2. Hãy chọn câu sai trong các câu sau. Cơ cấu phân phối khí dùng để đóng mở cửa hút và cửa xả. B. Cửa hút và cửa xả hay cửa làm và cửa thải được. B. Xúc bắp đóng mở nhờ cơ cấu phấu cam và lò xo. C. Bánh răng trục khuỷu gấp 2 lần bánh răng trục cam. D. Mỗi cam chỉ di động được một xúc bắp. Chọn câu sai hay là chọn đáp án sai. Như vậy chúng ta thấy để khi động cơ làm việc, để động cơ làm việc được thì chúng ta thấy đáp án sai ở đây đó chính là đáp án C. Đấy chưa? Bánh răng trục khuỷu gấp 2 lần bánh răng trục cam. À, câu này sai, phải ngược lại, đó chính là bánh răng trục cam lớn gấp 2 lần bánh răng trục khuỷu. Đấy chính là phần. Vậy về qua bài học ngày hôm nay về nhà các bạn sẽ làm cho cô câu hỏi sau. So sánh cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp treo và cơ cấu phân phối khí dùng xúc bắp đặt về ưu và nhược điểm của nó. Đồng thời các bạn về nhà trả lời cho cô câu hỏi trong sách giáo khoa, đọc trước và tìm hiểu trước bài 25 hệ thống bôi trơn và học cho cô bài cũ. Bài học của chúng ta đến hôm nay là kết thúc. Chào các em, hẹn gặp lại các em trong tiết học buổi sau.